mình ở Phú Yên là ngày thứ ba nha. Bắt đầu bây giờ mình đi chuyến tham quan cuối cùng mình là Vũng Nô này. Cả nhà thấy không? Cái khu vực này ngày xưa là ông cha mình tập kết bom đạn đấy này, để đánh giải phóng hoàn toàn miền Nam là ở đây này. Khu này thì có cây với đá thôi nhé. Eo biển thì rất đẹp, nước biển thì trong xanh. Xanh đẹp, mảnh danh đẹp nhất Việt Nam này. Hôm nay là ngày 2 tháng 5 rồi nhưng mà rất là đông xe, như bị kẹt xe rồi. Thấy đẹp không? Khu này cũng nổi tiếng du lịch Phú Yên nhé cả nhà nhé. Xe rất là đông. Rồi bây giờ mình đưa cả nhà mình xuống bè nhé. Đây là gọi là Vũng Rô đây. Con tàu không số này. Nước biển trong lắm. Đây, quay cho cả nhà biết này, thấy không? Nước trong này. Thấy không? Trong vắt luôn, thấy không? Tôi đi đây. Quán này quán Thanh Liên nha. Đây có con tàu đi vô và con đường phao đi vô. Cá luôn, đây cả nhà thấy không? Xung quanh là toàn tàu bè không nha. Câu đây được nhiều cá mày. Đấy, đủ các loại nghêu sò phết nha. Mực này. Đó, không? Tươi sống luôn ghẹ này. Các bạn nhận thấy ghẹ chưa? Đây, ở đây có cái gì đặc sản này? Thường thường ta tới đây ta ăn cái món gì? Còn đây còn cá gì đây? Cá bồng nai hả? Cá này làm món gì ngon? Hấp ăn hả? Con này được bao nhiêu ký? Ừ. 280 ký. Còn đây con này cá gì? Cái gì? Tôm hùm hả? Ừ. Có tôm hùm nào mà đánh tiết canh được không? Có tôm hùm nào mà đánh tiết canh được không? Con được mấy ký? Con này nếu mà lớn nửa ký sao đấy anh? Cá tôm hùm sao? Đấy. Ở đây đủ các loại cá nha. Đấy. Cái này cái gì em ơi? Đây đi ra đây giới thiệu cho anh các em loại cá gì ngon? Dạ. Ở đây nhiều thứ lắm anh. Ừ. Đây con này là cá gì? Cá này cá gì? Các loại ốc sao? Đầy đủ hết. Cá này gọi cá gì đây này anh đang quay này?
Cái gì? Dạ đây là cái bè. Tên là cái bè luôn hả? Dạ. Bây giờ có tôm hùm nào mà to đánh cái canh không? Dạ có. Tôm hùm bóng lớn. Bao nhiêu ký? Tôm hùm sao Vũ ơi. Con này con ngoài bè nha cả nhà nhé. Đâu con nào? Hai con đây. Còn hai con. Ăn là mực ngoài, mực lá sống. Tôm hùm xanh, tôm hùm xéo. Có con tôm hùm nào được hơn ký không? Dạ. Có con nào được hơn ký không tôm á? Con đây tầm 7 tháng. Không được. Phải hên một ký thì ăn tí canh mới được. Ăn tí canh đó hả? Nhiều thăm làm hai con nữa. Nấu gọt, nấu miếng ớt. Con này giữ cho nó trộn cá này. Mực sống nha, mực sống nha này. Nó còn nháy này. Nhưng mà khi vào bếp rồi nó khơi hết rồi. Rồi, cá sống nha cả nhà nha. Cá này kêu bằng cá gì? Cá bè. À, thấy không? Sống giật giật nha. Đưa mực sống. Đang bắt mới bắt lên. Mới đang bơi mới bắt lên. Mực luôn. Mực đây. Đây. Bà vô cắm đủ tí. Còn con gì bơ đó anh quay mực này đói rất là đặc biệt rồi mực tươi luôn này mực nghề mực ống nha rồi chưa được ký đấy chưa ăn con nữa cái ơi con vừa vừa thôi. Nó phớt bằng mặn chút để ăn cơm luôn. Rồi. Nó xếp cái ớt lên.